Đi đâu Lâm? Dạ, tao đi uống cà phê không rồi. Uống cà phê phải không? Dạ, tôi không có mới không rồi. Coi dừng xe đó nha. Rồi, qua đường luôn. Ngồi đây uống luôn. Ngồi đây uống luôn đi. Ngồi đây uống luôn. Ừ. Ra đây đi, ra đây đi, nãy xíu anh trả tiền cho, khỏi trả tiền. Ra đây đi, kêu chị làm đi, xíu anh trả tiền luôn, khỏi trả tiền. Ừ, cắt tiền đi. Bán cho cũng có lượt lên. Bán cũng có lượt lên đó. Rồi, ngồi đó đi. Có công an chị. Là mượn đồ đẹp trai với quay. Nó có chồng hả? Ừ. À, chồng nghe nói chồng ta khá lắm đó nha. Bỏ luôn quà không bỏ. Mà chị quá nước mía nó bỏ luôn rồi. Hỏi thăm mà chị bán nước mía đồ được không? Hả? Hỏi thăm mà chủ bán nước mía đồ được không? Được, được. Sao biết bà bán được? Mà không hỏi, sao biết bà bán được? Ủa, có phải người quen mà bán người lạ đâu hả? Quen hả? Quen hỏi luôn, hỏi thăm được. Ở gia đình ta hỏi thăm cũng sao? Quen hả? Thăm không? Bà con không? Hay sao? Hello? Ai? Cấp nữa. Thì lấy đi, chứ cho thì còn hiền quá luôn hả? Mất tích thì không hả? Cái này không sao hả? Hôm nay cô lượm hiền. Thôi, làm đi, tao đúng luôn cho thằng ơi. Rồi, chị làm đi. Tôi coi hả? Bà, chị chủ này có chồng chưa cô lượm? Có, có con rồi. Có con hả? Con mấy tuổi rồi? Chị bán nó mới kìa mà không có người quên luôn đó chị. Đó, bán mà chị bán cho em cà phê không có người quên nữa nè. Kệ bà chị, bà hỏi gì vợ mày lấy chồng gì kìa, tôi không trả lời bà đi. Đó, à, chị Hân ơi. Tại vì con Nguyên là, cái đó là nó chỉ là đóng hài thôi, chứ nó không có thuê con đâu. Nó đóng hài thôi, còn... Đóng cứ không có tiền trả thả. Không, cái đó là đóng hài thôi, chứ nó không có thuê con đâu. Còn bữa tiên là nó mới thuê con. Nó thật đâu quá. Nắm đi lên tay à. Em không? Mát không? Hôm nay định dắt cô lượm đi lột mụn mà bà không cho à. Lại đây để cho hết bệnh đi hả, đi lột mụn. Lột mụn. Dạ chị hỏi không trả lời. Ờ, cô đẹp trai là có tài mà. Có tài là có tài cô giáo chứ nè. Ờ, cô lượm mà hát một cái là khán giả trên mạng ta khen quá tờ. Ờ, đó. Đúng rồi, hát tặng khán giả một bài đi. Hả? Hát tặng khán giả một bài đi, khán giả rất là khoái cô lượm hát đó. Dạ. Dạ phải lắm hả? Ờ, khán giả bên kênh của anh là phái của lượm hát lắm á. Sẵn có chị nước mía ở đây tặng chị nước mía bài luôn đi. Dặn dặn khơi ở dặn thức gắn canh khâu mà làm cô dâu. Người ta chắc chắn là hư lắm.
Sao trời làm gió không hỏi bà ơi. Sao trời làm gió không hỏi bà ơi. Bài nào thủ có hát bài nghe. Nghe hát tao lên nghe, vua lặng vậy đó nghe. Đó, giờ tôi vô tôi coi là đúng đó, đúng là tôi coi là nó để like, coi là để like không nó làm nó làm. Đó, ông chú ngoài cái điện thoại nó hút ba like đó. Đó. Hát đi cho đúng. Cái là đúng, không có đưa like lên đó. Đó, sư phụ yêu cầu. Tại vì đăng lên YouTube á, tao tới trước rồi đó. Thì đăng lên là đúng, đăng bấm like đăng lên. Đăng cái đâu nữa hả? Nghe bắt bà quá. Chú ba cho vào chú con chú ba. Hả? Chú con. Không có tôi bắt cái lịch không á. Đi chú ba luôn. Có văn chuyện mà mới ra đăng cho cô lộm ai luôn cô lộm đăng cô lộm lên nó khai khai có chuyện nào bắt cười lưỡi vô cọc cạp không bắt cạp vô bắt cười lưỡi vô cạp cạp vậy á tụi con không có tao táp vô ừ vậy bác hỏi tình hình cưới vợ sao nghe trả lời tao biết. Chị hỏi qua làm rễ 3 năm sao kìa. Hả? Chị hỏi qua làm rễ 3 năm sao kìa, không trả lời. Đang làm rễ là ngủ chuồng bà luôn. Bà có chịu lãng không? Dạ chịu, chịu mà đã đi chừng nào mà anh Tuyên đủ 18 tuổi thì chắc bà bảnh là bảnh luôn. Bà bảnh làm xui luôn, nói thẳng luôn, nói chuyện cho rễ đàn thôi. Nói chuyện cho rễ đàn. Chị hỏi kìa. Dạ. Gặp nói chuyện cho dễ dàng đây là mà hứng mà bắt chuyện đó thì cưới luôn. À, chị bà hỏi nhiều tuổi rồi mà mày dạ không phải anh hỏi bé Tiên nhiều tuổi rồi. Bé Tiên mới năm nay mới 17 à. Hôm nay đủ 18 tuổi mới cưới. Thôi nó vợ cứ ép đi. Làm vợ với bà năm mình ngủ chung bà chẳng kể rồi đó. Ngủ chung bà thôi. Quá anh hồn rồi. Quá anh hồn cứ ép đi. Đừng cao hơn trời ơi, không trời không. Không chịu. Rồi nói chuyện tuổi tuổi mà đợi tuổi tuổi thì chắc mà bà lấy phận qua bà làm thôi luôn coi. Có làm là khỏi được không? Làm thôi là nói chuyện tôi dễ dàng thôi coi làm sao mà cũng đợi thì đêm giờ. Cũng được thôi. Hỏi chị ra gì nữa, đám cưới đi nhiều, bà con hay gì? Hả? Đi chị cô lộn, chỉ dạng cô lộn. Chị tìm tập quá này là bà con hay gì hay sao? Cứ cứ hả? Dạ. Dạ mà trời dạ tới 500 luôn, chưa tới đám cưới mà đạo dưỡng anh em chưa tới ha, bây giờ quay đang lên mạng một đống luôn. Đó. Đang lên phòng bay một đống luôn. Ở rồi đám cưới đi nhiều. Chưa tới 500. Dâu không? Không. Rồi qua lắm rồi, chuyện khác. Hả? Hả? Biết không chạy để có chồng luôn. Dạ không biết. Tôi có chồng. Chưa điểm chết không biết chồng. Dạ. Không dạ 5 triệu con. Nó chơi con hà 5 triệu. Dạ. Trời ơi, nó con hà 5 triệu. Chết luôn rồi, có chị trả đâu. Hả? Có trả đâu. Không. Không ca hát luôn, không giải cháu ăn ca hát luôn. Cái trả nó có chậm sát à. Nó có chậm sát dạ ơi. Ông có chậm khác à. Ông có chậm khác rồi. Chào chú. Đồ. Dạ, chú bà. Ông ở đây đám cưới không? Dạ không. Có nó đâu. À, không ơi bà. Quá trời người thăm mộ đó. Biết đây là tôi đứng tôi dặn. Em có em hả? Dạ. Tại vì đám cưới tiền, đám cưới với quyền mà không có đi. Đúng rồi. Tại vì tôi có dặn. Đúng rồi. Tôi dặn đó. Mới tôi dặn. Muốn tôi là bà thở đó thật là. Muốn đi là bắt chân đồng hoàng, phải không chân nó dặn. Xin lỗi nó thả khí rồi đã nó bấm cái đồng hồ luôn. Đi ra bển là không phải trả không nhé. Nói thêm mà ăn cơm, ăn mà mất luôn á. Hôm qua bà bển ngủ với ai? Ngủ với nhà Lê Thanh hả? Không có, không có. Ngủ nhà ai? Ngủ ngờ có ông chú Nguyễn. Ai? Ngủ ngờ chú Nguyễn. À, quen chú quen hả? Ngồi với trọng hầu á. Biết rồi. Ngồi với thằng Thịnh luôn á. Bà đưa thằng đó. Thằng à, hôm qua chụp ảnh với nó vậy.
hả? Quay chụp hình nói vậy. Đâu có không? Chụp gì vậy? Công an gì đó. Đi chụp hình với trọng thầu. Nó với dân quân cái gì mà. Ờ, dân quân đó nó có bằng giá rồi đó. Nói chung ở đây thôi là mấy người ta hỏi thăm quá trời. Dạ. Mà mặc áo mặc quá xong thì vô đứng cà phê trước. Để chú có điều bảo nó có điều bảo ta đứng ra là mặc áo thông minh đi luôn. Làm gì? Bảo đứng cà. Cao, cậu đi chơi thì mặc điện tử cao nhưng mà phải. Mà mình phải mặc áo thanh niên thì vô luôn. Không có nợ. Ở dạ, anh Vinh ơi. Cho tiền lắm hả? À. Có bằng không? Anh Vinh ơi. Tôi đi. Quay lên mà có đăng lên bằng bài không anh Vinh? Có luôn. Có luôn, ngươi mà đăng là đừng có đăng hình, đăng là phải đăng video lên luôn á. Ừ, không có video luôn. Đăng lên phải chỉnh sửa đàng hoàng. Để nó có cái tờ luôn. Quá đẹp trai, phong độ quá. Đẹp trai, phong độ, phong độ. Đó. Quá đẹp trai. Đẹp trai. Mà bữa nào phải đi lục mụn cái nữa cho đẹp lên nữa, đẹp càng đẹp nữa, đúng không? Cơ muốn tin là phải hỏi bế tư lòng vòng có được. Tin là phải hỏi vợ có được. Chứ cứ không hỏi nó giận. Chứ không hỏi nó giận. Mẹ khán giả quá hái mộ. Bà con quá toàn. Rồi, thôi kêu bà chị tính tiền nước mía mình đi về ha. Dạ. Anh ly mía rồi. Tính tiền chị ơi. Này em trả cho gọi về phải không? Rồi tạm biệt quý vị khán giả đi. Ngồi xuống tạm biệt quý vị khán giả đi mình đi. Trong gì khán giả hả?